Xin chào anh em. Có một vài anh em kêu phép làm clip cái con mô tô. Mô tô Benny. Thì hôm nay làm quay cận cảnh cho anh coi. Đây là biển An Giang. Hai mấy chiều bạc. Chìa khóa nè. Em nào muốn rút hồ sơ thì thêm 1 triệu nữa. Cây hài hứng vậy xe bây giờ. Benelli hiệu sư tử. Xe này cái giá là cái cổ cao
chạy đỡ mỗi dây cổ cao nó chạy nó bị tròn đi nó khỏe. Yên làm hai khớp. Mình sặc to quá. Xe này máy ghim đây. Sao? Máy móc. À, đầu nồi nó còn nguyên xi hết. Chưa có dấu mỡ gì hết. Xe đi mười mấy ngàn các nghĩ không xi nhê gì đâu. Bô chưa rời khỏi cổ. Đây, chi tiết cho anh em xem. Anh em xa xôi à. Có clip được rồi. Khỏi đi tới nhà xong mất công. Xe chạy hết mở rồi nè. Hai tay thắng này chứ thay. Tay thắng này thay thay kiểu có tầng đưa nè. Đặt kiến hậu nó còn. Hậu nó bỏ nhà gắn vô cái cao quá. Này cái e quá. Này cái e nè. Đẹp anh em, hai mấy triệu cũng dễ xài mà. Anh em muốn tìm hiểu sâu xa nữa anh em lên mạng sạch đi, là họ chỉ Google á, Google chỉ hướng dẫn. Ống hơi máy anh em, thì xe nó đi bằng xăng cơ kìa anh em. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Rồi, dắt dưa chắc lên clip chủ yếu là cái con Bentley này thôi anh em. Xe này cũng lạ, lần đầu tiên phép cũng mua được nó thôi. Thì bán 28 triệu. Anh em quan tâm thì liên hệ phép số điện thoại 0948 66 9949. Hồ sơ thì rút hồ sơ thêm 1 triệu nữa nha anh em. Nếu mà anh em muốn sang tên á, rút hồ sơ. Nhưng mà xe giờ nói chung nữa giấy tờ biển số rồi đi ok anh em ơi. Sang tên mất thời gian, tốn tiền. Vừa mất thời gian vừa tốn tiền. Đẹp đẹp đẽ, xe chạy 19 ngàn.
giá 28 triệu anh em quan tâm alo phép. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip. Chúc anh em có buổi trưa vui vẻ, nhớ đăng ký kênh ủng hộ phép nha anh em. Xin chào anh em.